Hôm nay tâm sự chia sẻ với mọi người và quảng cáo về dầu gội Korea, dầu gội mới nè các bạn ơi, mới gội đầu xong. Đó, bây giờ là lên chia sẻ với mọi người đây. À, để mình chờ thêm vài người nữa vào rồi mình sẽ chia sẻ chủ đề ngày hôm nay nha. Xin chào cả nhà, xin chào cả nhà. Chào cả nhà vào đây livestream với mình nha. Hello, xin chào. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đợi thêm một vài người nữa là mình sẽ chia sẻ chủ đề ngày hôm nay nha. Hôm nay là mình có hai phần nha các bạn nha. Phần đầu tiên là mình sẽ quảng cáo sản phẩm mới ngày hôm nay, đó là dầu gội Korea. Dầu gội Podolos của nhà Montclos. Đây là cái thương hiệu nổi tiếng của Hàn Quốc ha các bạn ha. Thì hôm nay mới vừa gội đầu xong nè các bạn ơi. Nó thơm ơi là thơm luôn, cho nên là muốn lên chia sẻ quảng cáo với mọi người ha. Nói chung là nhanh tay lên đặt hàng tại vì cũng gần hết hàng rồi. Mà mấy ngày hôm nay á, thì mình cũng đã ship hàng cho tất cả quý vị khán giả rồi và đã có hai người đã nhận được rồi, gọi xong rồi là gọi điện cho mình nói là khoái quá luôn á, tại vì gọi xong là thấy nó thơm, đầu tiên á, là cái mùi thơm và sau đó là mới là cái chất lượng của sản phẩm á các bạn ha. Rồi bây giờ là mình sẽ chia sẻ với các bạn hai chủ đề. Một cái chủ đề thứ nhất là mình sẽ chia sẻ về sản phẩm mới. Chủ đề thứ hai, trò chuyện tâm sự với cả nhà và mình hỏi các quý vị khán giả và những người khách hàng của mình về một cái ca này. Một cái ca này là nó hơi đặc biệt một chút xíu, thì các chị hay là các quý vị khán giả có thể giải đáp giùm mình cái thắc mắc này ha. Hồi nào tới giờ thì mình cũng đã từng shopping online, mình mua hàng online không biết bao nhiêu năm rồi. Và đây là mình không biết là lần đầu tiên mình mới gặp một cái người khách hàng mà lại nói chuyện và giống như là giống như là một cái văn hóa mua hàng online, là lần đầu tiên mình mới gặp được một cái người như thế này ha. Nói chung là khách hàng mà mua hàng mà khách dễ thương hay là khách này khách kia thì mình gặp rất là nhiều, nhưng mà tuy nhiên là có một cái người khách này hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người, xem thử là mọi người cho mình cái ý kiến thử coi là những cái đòi hỏi của người này như vậy nó có đúng hay không, nó có hợp lý hay không, và những cái gì mà mình chia sẻ là các bạn có thể cho mình cái ý kiến nha. Rồi, đầu tiên thì mình cũng gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình của Chi trong ngày hôm nay. Và hôm nay là các bạn thấy mình mới gội đầu xong là các bạn ơi, cho nên là mình mới muốn review cái dầu gội này. Tại vì cái này hôm nay Chi chưa có review kỹ về cái dầu gội này ha. Thì hôm nay là Chi review kỹ tại vì hàng đã về tới rồi, và cho nên là cũng còn khoảng mười mấy hai chục cặp nữa là hết trơn hàng luôn rồi. Và mình muốn chia sẻ với mọi người để những ai mà đang tìm kiếm một cái dòng dầu gội để mà cho cái mái tóc của mình chống gãy rụng, phục hồi tóc cực kỳ hiệu quả, thì các bạn hãy thử cái sản phẩm này nha. Bởi vì cái này á, là cái mà hồi nào giờ dầu gội các bạn thấy là Chi cũng sử dụng biết bao nhiêu loại rồi, nhưng mà Chi không có chia sẻ là bởi vì mình thấy nó cũng bình thường thôi, và có thể là nó cũng sẽ phù hợp với người này và nó không phù hợp với người kia chẳng hạn như vậy. Đó, mới lấy trong nhà tắm ra nè, cho nên nó còn ướt ướt. Đó, cho nên là khi mà tại sao mà Chi lại tâm đắc với lại cái dầu gội này, là Chi nói với các bạn hay Chi kể lại là Chi được một cái người bạn tặng cho mình cái cặp dầu gội này trong cái ngày sinh nhật của mình á. Cho nên á là mình gội á, mình xài mình rất là thích, mà lần đầu tiên mình gội á, cái cảm giác các bạn biết không, khi mà mình sử dụng dầu gội á thì mình cứ nghĩ rằng là cái việc mà nó có mượt tóc không, nó có giúp cho mình cải thiện cái mái tóc của mình chống gãy rụng hay là những cái yêu cầu mà mình mong muốn hay không. Thì đó là cái điều mình quan tâm nhất ha. Nhưng mà đặc biệt cái cặp dầu gội này á, nó lại làm cho mình cái cảm giác đầu tiên á là tự nhiên mình thích, là thích cái mùi hương các bạn ơi. Dầu gội mà mình gội xong rồi cái mùi hương giống như là các bạn xức nước hoa vậy đó. Nó thơm mà cái mùi thơm nó rất là sang và rất là lạ. Đây làm được làm bằng từ nho nha các bạn. Mà cái mùi thơm này mình không biết là cái hãng Montclos này á, nó làm cái nó thiết kế ra cái dầu gội này như thế nào á, mà nó thơm lắm các bạn ơi. Cái mà hả, coi như để mà chú ý đầu tiên về cái dầu gội này là cái mùi hương. Cái mùi hương của nó cực kỳ dễ thương luôn. Cái chai dầu gội này á, khi mà mình gội lên nó có một cái mùi thơm nhẹ và nó bắt mát cái da đầu của mình, giống như bạc hà vậy các bạn. Nhưng mà Chi thích là Chi thích cái mùi của cái dầu xả nè, nó lưu lại trên cái tóc của mình á, trời nó thơm lắm các bạn ơi. Bây giờ mình cắt tóc rồi mình cũng không có hửi được, nhưng mà anh xã mình á, tối ngủ nằm kế bên hay là anh về mà đứng gần mình á, ảnh thích hửi cái đầu của mình lắm, tại vì nó nghe cái mùi nó thơm á các bạn. Nói chung là nó tỏa cái mùi hơn cả ngày luôn á. Các bạn biết khi mà mình xức nước hoa đó, mà mình xịt nước hoa trên tóc mình hay là trên cơ thể của mình là đã thơm rồi đúng không? Các bạn gội đầu xài dầu xả
là giống như là các bạn thơm nguyên một cái đầu của mình là nó cái mùi dầu thơm, nhưng mà cái mùi nó rất là nhẹ nhàng, rất là phải nói là sang lắm luôn á cả nhà. Các bạn ơi cho mình một cái like để mà ủng hộ tinh thần cho mình ha, là mình chia sẻ chủ đề ngày hôm nay nha. Đó thì đây là cái cặp dầu gội như mình nói, mình chia sẻ lại ha. Cái này nó có giúp cho chúng ta là cải thiện tình trạng mà tóc hư tổn nè, sơ rối là những ai mà tóc mà giống như sơ sát đó ha, rồi cung cấp độ ẩm cho cái tóc của mình và rất là tốt luôn, và dưỡng ẩm. Cái này là nó có cái chức năng là phục hồi và dưỡng ẩm chuyên sâu, nuôi dưỡng tóc là coi như giúp cho những cái tinh chất của cái này nó hấp thu vô cái tóc của mình, nó rất nó làm cho mình giống như chị nói với các bạn á, là khi mình gội cái dầu này nè, mình cảm giác cái gội của mình, cái tóc của mình nó mềm các bạn, nó mềm nhưng mà nó không có bị bẹp, nó không có bị bẹp như chị đã nói với các bạn, chị chia sẻ rất là nhiều lần rồi. Mình gội nó mềm cái sợi tóc của mình nhưng mà nó vẫn bồng, cái mái tóc của mình rất là bồng các bạn, giống như nó có cái độ đàn hồi vậy đó. Cho nên là mình gội xong rồi khi mà cái tóc mình nó khô lại á, thì mình không có cảm giác mà nó sơ, nó giống như là nó xẹp cái tóc của mình mà nó dẹp lại, mà nó vẫn có cái độ bồng nhưng mà nó mềm, cái sợi tóc rất là mềm, bởi mình thích lắm luôn các bạn ơi. Và cái này á, nó củng cố cái độ đàn hồi của tóc mình và tạo lại cho mình cái độ mà giống như là nó bồng bềnh chắc khỏe từ bên trong cái chân tóc của mình đó. Và đây là bởi vì chị mới nói với các bạn những ai á, mà tại vì rất là nhiều người khách cũng hỏi chi về dầu gội này dầu gội kia, nhưng mà chi cũng chưa có tìm được cái loại dầu gội nào mà để có thể mà ưng ý chia sẻ với mọi người, bởi vì mình cũng sử dụng dầu gội rất là nhiều. Như các bạn biết là chi là tóc dài ha, chi là tóc dài, cho nên là cái tóc của mình á, nó chị chăm sóc cái mái tóc của tê chi rất là kỹ, tại vì mình rất là yêu cái mái tóc của mình, cho nên là khi mà chi sử dụng những cái dầu gội á, thì chi cũng rất là kén. Mình sử dụng này kia, có đôi khi chi mua một cặp dầu gội, chi mua cái gì mình cũng hay á, mua chai bự bự đó các bạn, mà nhiều khi mua chai bự bự về xài nó có một lần hai lần cái bắt đầu nó không hợp, cái bỏ nguyên cặp luôn, cái để dành cho con chị xài hay chồng chị xài, cái mua cái khác, tại vì mình gội mình thấy cái tóc của mình nó không có êm á. Nói chung tóc chi là dạng tóc sơ, giống như là dạng tóc mây á, tóc dày á, mà mình gội là mình cảm thấy cái tóc của mình nó cứng cứng, nó đơ đơ là chị không chịu rồi đó, cho nên là chị bỏ cho mua khác. Nhưng mà khi mà chị gọi là cái này á, trời ơi thích lắm các bạn ơi. Nói mới gọi lên là mình nghe cái mùi là mình khoái cái mùi trước đã, cái mùi nó thơm thơm đã. Rồi sau á, rồi bắt đầu á tới cái chất lượng của cái dầu gội đó, là khi mình gội thôi các bạn là mình đã cảm nhận được rồi. Cái dầu gội này nó không có phải như là cái dầu gội mà giống như là đặc giống như những cái dầu gội khác nha, mà nó là dạng lỏng á các bạn. Mình thấy là nó cái nước của nó trong và nó lỏng nè, các bạn nhìn vô các bạn cũng có thấy nè ha. Thì khi mà mình gội á, chỉ cần ít dầu gội thôi các bạn, nó ra bọt rất là nhiều. Cái dầu gội này nè, tuy rằng nó ít nhưng mà các bạn xài nó không có hao. Các bạn xài nó không có hao như những cái dầu gội khác, kể cả dầu xả luôn ha. Các bạn chỉ cần, ví dụ như cái dầu gội khác thường thường chị xài á, chị phải lấy ra cái chất cũng khoảng cỡ một cái lượng khoảng một đống tay cái như vậy đi, đúng không? Mình đổ ra lòng bàn tay của mình nè. Nhưng mà cái này là chỉ cần đổ phân nửa thôi các bạn, là mình sẽ cảm thấy là nó sử dụng hết cái da đầu của mình luôn, mà nó tạo cái độ bọt rất là nhiều luôn đó, cho nên là chị thấy nó không có hao, tuy rằng nó nhỏ nhưng mà xài hoài nó không hết đó các bạn. Rồi sao bữa nay nhiều người lạ lên nó vậy. Xin chào các bạn nha, xin chào mọi người nha, Jasmine Jonito, xin chào tất cả các bạn nha. Cho nên khi mình gọi xong, tới khi mà mình xả cái dầu xả đó các bạn, cái xả này nè, các bạn cũng đừng nên lấy quá nhiều ha, tại vì cái này giống như nó làm cô đặc hay sao đó, mà mình chỉ cần sử dụng một cái lượng phân nửa cái dầu gội và dầu xả bình thường thôi. Bình thường mình lấy dầu xả mình cũng sẽ lấy ra cái lòng bàn tay của mình khoảng cỡ một đốt ngón tay, đúng không? Cái này các bạn chỉ cần lấy phân nửa, hơn phân nửa chút xíu thôi, là các bạn đã có thể sử dụng hết cái nhóm tóc của mình rồi. Và nhất là những ai đang sử dụng dầu gội và dầu xả thì mình cũng chia sẻ thêm một cái tip nữa, là khi các bạn xài dầu xả nó muốn không có hao á, các bạn đừng có xài hết lên trên cái da đầu của mình. Cái thứ nhất á, là những cái da đầu nào mà nhạy cảm, nếu mình sợ gội dầu xả mà nó trên lên cái da đầu á, là nó sẽ dễ gây cho cái da đầu của mình bị ngứa hoặc là nó bị nổi gầu đó. Có những loại dầu gội cho các bạn nha. Còn cái dầu xả này á, mình thấy á, mình chỉ cần mình lấy một cái lượng nhỏ, mình vuốt hết ở dưới cái chân, cái đuôi tóc của mình nè, ở dưới cái đuôi tóc của mình nè. Chị chào Dung Nguyên nha. Mình chuốt hết cái đuôi tóc của mình xong rồi bắt đầu mình mới massage lên tới cái chân tóc của mình một chút xíu thôi. Nó vừa không có hao mà nó giúp cho cái tóc của mình á, là nó chắc khỏe nữa các bạn. Thực tế là cái dầu gội này á, cái dầu xả này nó giúp cho cái tóc của mình nó mềm mại, là giúp cho cái chân tóc của mình, chứ không phải là cái gốc, cái
giống như cái đuôi tóc của mình chứ không phải là cái gốc của cái tóc của mình. Cho nên là các bạn đừng có bao giờ lấy cái dầu gội xả mà đưa hết lên trên cái chân tóc của mình nha. Cái đó là nó không có giúp cho cái tóc của mình á, nó cái như cái đuôi tóc của mình là nó mềm mà nó lại làm cho hao nữa đó. Cho nên là các bạn nào mà mua một cái cặp dầu gội dầu xả này nè, thì mình khuyên á, tại vì cái dầu xả này á, dầu gội này á là 500ml một cái chai này, còn cái dầu xả này nó chỉ có 200ml thôi, thì các bạn có thể mua đó là mua một cái cặp xả gội này và mua thêm một cái chai xả nữa, là có nghĩa là mua hai chai xả với một chai gội này là sẽ xài đủ cho hết một cái chai này luôn. Thực ra là khi mà cái chai này được bạn chi tặng cho Chi á, các bạn biết không, Chi xài hả lâu lắm, mình thấy ủa nước chai nó nhìn nó nhỏ nhưng mà mình xài hoài á, nó không có hao giống như là những cái chai bự mà mình mua ở trong chợ. Đi chợ Mỹ mà mình mua những cái chai bự bự mình xài á, các bạn biết mình lấy cái lượng dầu gội nó cũng nhiều hơn và dầu xả nó cũng nhiều hơn nữa, cho nên là mình thấy á, tuy rằng nó bự nhưng mình xài nó mau hết, còn này chai nhỏ chứ nó lỏng ha, nhưng mà mình xài vậy chứ mình thấy á, nó lại tiết kiệm hơn là cái chai lớn đó. Rồi bây giờ mình nói cái giá của cái cặp dầu gội dầu xả này nha các bạn nha. Một cặp dầu gội xả này là giá 60 đồng, cái này là hàng của Korea, là hàng này á là nó nổi tiếng ở Hàn Quốc nha các bạn nha. Dầu gội dầu xả này là nổi tiếng ở Hàn Quốc luôn á, là bán rất là chạy ở Hàn Quốc, bởi vì cái mùi hương rồi cái chất lượng của nó nữa. Cái này là nổi tiếng là best seller tại Hàn Quốc và kỷ lục tiêu thụ là 20.000 chai trong ngày đầu tiên ra mắt cái sản phẩm này đó. Và khi mà người ta xài rồi á, thì tất cả những người đã sử dụng qua rồi là có cái feedback rất là tốt, bởi vì Chi là cái người bản thân đã trải nghiệm làm 4 tháng trời rồi các bạn, mới nhập hàng về bán cho mọi người đây nha. Đây là cái bộ dầu gội xả này đó, rất là thơm, rất là mượt và rất là tốt cho tóc luôn, và cực kỳ chống gãy rụng nha. Các bạn nào mà muốn phục hồi tóc nhanh chóng và cảm thấy là tóc mình gội nó rụng nhiều quá thì gội một thời gian đi, sẽ cảm nhận. Mà khi các bạn gội á, một vài lần, các bạn đừng có nói ủa sao một vài lần mà thấy nó không có hiệu quả. Tất cả những sản phẩm gì mình xài các bạn phải cho nó một cái thời gian thẩm thấu nha. Tất các bạn ít nhất cũng phải xài khoảng chừng vài tuần thì các bạn mới cảm nhận được là cái dầu gội đó hay là cái sản phẩm nó có hợp với mình hay không. Chứ đừng nói gội có một lần hai lần, nó ủa sao tôi gội có một lần hai lần mà sao tôi gội tóc nó vẫn rụng nha. Hãy cho cái thời gian để mà cái sản phẩm này nó phát huy hết cái tác dụng của nó, nó phải thẩm thấu vào và nó sẽ cải thiện được cái tóc của mình, thì phải ít nhất vài tuần các bạn phải xài sử dụng vài tuần đi rồi các bạn mới thấy được cái hiệu quả nha. Cho nên là những ai mua bất cứ sản phẩm nào thì các bạn nên xài, kiên nhẫn xài một thời gian để mới thấy được cái hiệu quả nha. Chứ đừng có vội vàng mới xài mà mình nghĩ rằng cái đó nó sẽ mang lại hiệu quả tức thì là không có nha các bạn nha. Rồi, cái cho nên là đây cái cặp dầu gội này nha, Chi nhắc lại 60 đồng một cặp, và còn nếu mà các bạn mua thêm một chai dầu xả là 35 đồng nha. Một cặp dầu là gội xả này là 60 và một cái chai dầu xả riêng là bán 35 đồng. Đó, cho nên các bạn nào có thể mua, nếu những ai order hàng của Chi thì các bạn cũng biết rồi ha, là trên 200 là mình sẽ free shipping, còn dưới 200 là flash rate 15 đồng tiền ship. Cho nên nếu các bạn nào tận dụng, ví dụ mình có mua thì mình mua một lượt luôn để khỏi mất công lần sau cái hết đang gọi cái hết dầu xả cái mình phải mua thêm tiếp dầu xả nữa thì phải tốn tiền shipping, hoặc là mình phải kiếm cái gì đó mình mua để free shipping nha. Cho nên rất là ổn, thành ra các bạn có thể lấy kèm thêm một chai dầu xả. Lúc nào mà Chi đi chợ Chi mua dầu gội dầu xả đó, nếu mà dầu xả nó ít hơn á dầu gội thì lúc nào Chi cũng mua hai tiếp, tại vì như vậy nó mới đủ cho mình xài dầu gội dầu xả đó. Rồi bây giờ á là xong cái phần quảng cáo dầu gội dầu xả mới ha các bạn ha. Những ai mà muốn order hay là thắc mắc gì về cái dầu gội xả này thì sau khi mà Chi live stream thì các bạn gọi cho Chi nha, để mà hỏi về cái sản phẩm này là Chi sẽ tư vấn cặn kẽ cụ thể hơn. Số phone của Chi là 470-433-0304. Và nhân tiện đây thì Chi cũng chia sẻ luôn là trong thời gian mà Chi đi về Việt Nam, những khách hàng của Chi ở đây á, nếu mà có ai muốn liên lạc hàng hóa với Chi, mua hàng với Chi thì liên lạc với Chi cái số phone Chi sẽ để ở dưới bên dưới cái comment đầu tiên nha. Số phone của Chi là số phone thường mà Chi đang xài đó là 404-784-9597. Chi sẽ để cái điện thoại mà Chi sẽ giao dịch với khách hàng quốc tế ha, có nghĩa là Chi đã đăng ký cái điện thoại mà mình xài nước ngoài đó, thì các bạn có thể nhắn tin gọi điện cho mình hoặc là mình sẽ trao đổi với các bạn với cái số phone mà Chi sẽ để bên dưới cái video này. Thì những ai muốn mua hàng, muốn hỏi hàng, muốn thắc mắc cái gì, các bạn cứ việc liên lạc với mình qua Facebook cũng được, hoặc là các bạn có thể liên lạc với mình qua cái số phone của mình để bên dưới video nha các bạn nha.
mình sẽ để trong cái comment đầu tiên là các bạn liên lạc với mình để mua hàng. Coi như là trong thời gian mình ở Việt Nam thì các bạn có thể liên lạc với mình, gọi điện nhắn tin cho mình bất cứ lúc nào. Là ở trong cái video này bên dưới cái comment đầu tiên mình sẽ để cái số phone. Số phone đó là của Mỹ các bạn, số phone là mình xài hàng ngày ở nhà đó. Thì bây giờ mình đi ra ngoài khỏi nước Mỹ thì mình đăng ký cái gói mà để mà mình sử dụng ở nước ngoài, cho nên các bạn có thể là liên lạc với mình. Hồi trước thì mình nói với các bạn là các bạn hãy liên lạc qua Facebook với mình, nhưng mà có nhiều người không xài Facebook hay là không có kết bạn Facebook với mình á, thì cũng có thể trên livestream hay là trên những cái video các bạn muốn mua hàng, muốn thắc mắc gì thì các bạn cứ việc gọi và là nhắn tin vào cái số phone của mình nha, 404-784-9597. Chị sẽ để ở dưới cái comment đầu tiên, các bạn cứ việc coi cái số điện thoại đó và bấm vào gọi cho Chi, nhắn cho Chi để mua hàng, và đó là cái số phone và Chi đăng ký quốc tế đó. Cho nên đây là cái thông báo Chi muốn gửi đến cho tất cả quý vị nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ dành thời gian để mà trò chuyện với các bạn về một cái ca này. Các bạn có thể giúp mình giải đáp thắc mắc giùm mình ha. Hôm mà Chi có chia sẻ với mọi người về những cái túi sách, những cái hàng mà Chi nói là trong nhân tiện cái chuyến này mà Chi đi về Việt Nam á, Chi sẽ giúp cho tất cả những cái khách hàng của Chi á là mua hàng ở Mỹ nhưng mà gửi hàng về Việt Nam. Gửi hàng về Việt Nam á, là coi như là Chi sẽ xách miễn phí cho mọi người trong cái chuyến đi về Việt Nam này. Tại nhân tiện là Chi đi về á, thì thật sự Chi cũng không có xách hành lý nhiều, một ít quần áo của mình thôi, rồi coi như là hành lý Chi được mang về tới 70 pound, coi như là một kiện hàng là 70 pound, là hai kiện là 140 pound. Thì nói chung là thì nhân tiện thì Chi cũng muốn xách giùm cho khách hàng nào mà muốn mua hàng gửi Việt Nam cho gia đình đó. Thì sau khi Chi thông báo, Chi chia sẻ hết tất cả những cái hàng hóa của Chi rồi á, thì ngay ngày hôm đó thì Phương em gái của Chi á có nhắn với Chi là có một cái túi xách tới màu trắng là khách hàng đặt rồi, cho nên là để ra dành riêng cho khách. Thì nói chung các bạn biết hồi nào giờ mình bán hàng á, là mình rất là chiều khách và mình rất là tôn trọng khách hàng. Mình không cần biết khách hàng đó giàu, nghèo, có tiền hay là không có tiền, nên miễn là khách người ta thích mình, người ta mua chỉ cần một cái món hàng, một cái chai serum 20 đồng thôi, mình cũng rất là tôn trọng và trân trọng khách hàng, là mình tư vấn coi như là đến cặn kẽ. Đến khi nào người ta mua thì thôi, hoặc là người ta nói chị không có khả năng, chị không có điều kiện, chị chỉ mua nổi cái này thôi, mai mốt chị có tiền chị mua nữa. Mình cũng tư vấn cho người ta rất là cặn kẽ, bây giờ em chỉ nói cho chị nghe như vậy, khi nào chị muốn mua thì chị mua, hay là nếu mà chị thích cái này thì thôi em sẽ tặng cho chị một cái sample, chị xài thử thế này kia vậy đó. Nói chung mình rất là chiều khách luôn các bạn ơi. Thì khi mà Phương em gái của Chi mới nói là cái túi xách đó là để lại có khách mua rồi thì Chi mới để lại. Thì thường các bạn biết rồi, nếu mà khách hàng nào mà dặn mình để lại là mình sẽ để lại cho khách ha. Thì mình cứ nghĩ là Phương ở bên Việt Nam đã liên lạc với khách, đã lấy tiền, đã thanh toán tiền rồi. Và thông thường á là những cái khách hàng nào mà chuyển tiền cho mình rồi là mình sẽ chốt hàng để lại cho khách ha. Đúng không các bạn? Là có nghĩa là khách đã mua rồi. Thì đến cả tuần lễ sau đó, có nghĩa là cách đây khoảng 2 ngày thôi các bạn, thì các bạn biết từ cái livestream đó cho tới ngày hôm nay là hơn cả tuần lễ rồi. Chỉ thông báo với các bạn là hơn cả tuần lễ 10 ngày nay rồi, đúng không? Thì cái người khách đó đó, là trước đó cũng đã nhắn cho Chi nói là mua cái túi sách gì đó, hỏi Phương mà không có trả lời gì đó, mà trong đó Phương nó đã nhắn với Chi bữa đó là để lại cho khách rồi đó. Mà cái người đó hỏi Chi là mua cái gen, cái gen địch bụng. Rồi sau khi đó Chi báo giá gen địch bụng thì cô ấy nói rằng là thôi gen địch bụng mắc quá, không mua. Chi mới nói là cái này là tiền nào của nấy. Chi cũng phân tích, phải nói là khách hỏi cái gì mình cũng trả lời hết các bạn. Chi nói là chị ơi, cái này là tiền nào của nấy, tuy rằng nó hơi đắt một chút xíu nhưng mà mặt nó có hiệu quả thì cái chất lượng của nó mới nói lên tất cả, chứ còn mà nhiều khi rẻ chút xíu mà mặt không có hiệu quả nó cũng vậy thôi. Thì cô ấy mới nói với Chi rằng mình không có nói là mắc rẻ, nhưng mà có một cái là giá cao quá, cũng tính ra cũng tầm 3 triệu, cho nên thôi ngán tiền quá không mua. Mình cũng tôn trọng khách hàng các bạn. Nói chung là khi khách hàng họ đến với mình, họ muốn mua hàng có nghĩa là họ cũng quan tâm đến sản phẩm mình quảng cáo, đúng không? Nhưng mà ví dụ khả năng điều kiện của mỗi người, người ta có thể mua hôm nay hoặc là người ta không mua hôm nay thì có thể sau này người ta mua. Mình cũng vẫn tư vấn tận tình luôn các bạn. Rồi 2-3 ngày hôm sau, cách đây 2 ngày thì cô ấy mới nhắn cho mình, mới hỏi mình là cái túi xách màu trắng á là size gì, là kích thước bao nhiêu. Thì mình đâu có biết cái người khách đó là Phương, nó đã nói chuyện với người ta đâu các bạn. Thì mình mới trả lời với cô ấy là cái túi xách màu trắng mình bán hết rồi, tại vì mình cứ đinh ninh là cái người khác chứ không phải là cái người đó.
thì mình nói là cái túi xách đó mình bán rồi, mặc dù mình chưa có nhận tiền cọc của ông ta luôn, mình chưa có nhận tiền của hàng của ông ta luôn, nhưng mà Phương nó nói là để lại cho khách thì chị để lại thôi, chị nói là hết rồi. Thì ai dè đâu cái người khách đó là cái người mà đã nói Phương dặn lấy cái túi xách đó. Thì sau khi mà chị mới biết được rằng cô ta là cái người mà đã nói với Phương là để cái túi xách đó lại á, thì chị mới liên lạc chủ động, chị mới nhắn tin, chị mới nói với cổ á, là chị ơi, cái túi xách đó hôm bữa trước á, chị hỏi á, có nghĩa là sau 1 tuần lễ 10 ngày đó không trả lời, trả vốn, không nhắn tin, không chuyển tiền, không gì hết, thì chị mới nhắc với Phương á, là chốt lại để chuyển tiền để mà chị đóng hàng. Các bạn nhìn nguyên một cái thùng hàng của chị đây nè, chưa có đóng hàng luôn đó các bạn. Thì chị mới nói với Phương vậy, thì Phương nhắn thì cô ấy mới nói là cô ấy không muốn mua nữa. Thì khi mà chị mới nhắn tin lại với lại cái người đó, chị mới nói là chị ơi, hôm trước tới nay em không hề biết là chị dặn cái túi xách này. Chị nói chuyện rất là tử tế đàng hoàng nha các bạn nha, trên những cái tin nhắn Facebook chị nói chuyện rất là tử tế. Chị nói, chị giải thích, chị nói với người khách này là em không nghĩ rằng cái người khách mà dặn cái túi xách này á là chị, cho nên là em đã để dành lại cho chị rồi, mà tới ngày hôm nay chị không lấy, chị cũng không nói cho em một tiếng để em bán cho người khác. Tình trạng này chị gặp hoài à các bạn ơi. Nói chung là những cái người khách này á, mình không biết như thế nào, họ không có một cái văn hóa mua sắm, tại vì họ không đặt họ vào cái vị trí của cái người bán, mà họ chỉ nghĩ là họ bỏ tiền ra, họ thích thì họ mua, họ không thích thì thôi đó. Cho nên là ngày hôm nay mình nói thẳng luôn á là đây là những cái người mà không có văn hóa về mua sắm đó, cho nên là khi mà mua bắt đầu không hài lòng là cũng không nói cho người ta thôi chị không mua hay như thế nào, để cho người ta phải liên lạc chủ động với mình, mà trong cái đó mình dặn người ta để lại rồi mà mình không mua, mình cũng không nói người ta một tiếng nào hết. Rồi sau đó chị mới nói với chị đó, xong chị mới nói là cái túi xách đó là có vỏ, có hộp không, có cái túi túi vải không. Thì chị mới nói với cái người khách này á, chị cũng rất là cặn kẽ luôn, chị nói chị ơi, cái túi xách này á là cái hiệu này á, DKNY này á, ở đây á, mà em mua ở Mỹ á, người ta gửi về cũng không có hộp mà cũng không có túi vải nữa, nó chỉ có gói bằng một cái tấm giấy đó, rồi xong là họ bọc lại bằng cái tấm giấy thôi. Thì em mới về em mới bỏ vào trong cái bọc kiến để mình giữ cho cái vỏ nó sạch, nó không có bụi, và mình để cho khách hàng người ta thấy nó dễ hơn. Mình giải thích cho chị nghe luôn, xong rồi bắt đầu kêu mình đó là đo kích thước là ngắn bao nhiêu, cao bao nhiêu, dài bao nhiêu, chụp bên trong chụp bên ngoài cho mình. Cái túi xách 155 đồng mình giảm giá 30% là dễ rẻ nhất nước Mỹ rồi các bạn, mình nói thẳng luôn á là không có mua được cái đâu có giá này, mà sách về tới Việt Nam luôn cái giá một cái túi xách có 110 đô thôi đó. Mình cũng rất là ngồi mình kiên nhẫn lắm các bạn. Xong rồi ok thích như vậy mình gửi website cho coi để biết được là cái kích thước như thế nào, coi website xong nói là coi website cũng không biết kích thước bao nhiêu luôn. Rồi mình cũng lấy thước dây mình ngồi mình đo ngang dài cao, chụp hình bên trong bên ngoài, gửi lại một lần nữa cho người khách. Các bạn thấy mình chiều khách tới mức độ như vậy luôn đó các bạn. Mình chiều khách tới mức độ là muốn cái gì mình đáp ứng và yêu cầu ngay lập tức luôn. Mình chụp hình mình gửi xong rồi, xong rồi chị nói ok thôi bây giờ là nói chung là mình tin tưởng thì mình mua thôi, chứ túi xách mà hiệu như vậy mà không có túi vải này kia cũng kỳ. Cái mình nói tại vì tùy theo hiệu, ví dụ như các bạn mua những cái hiệu nổi tiếng hay là Michael Kors hay là những cái hiệu LV, Chanel rồi kia thì nó có túi vải, nó có hộp, còn mấy cái hiệu mà bình thường bình dân thì nó đâu có hộp, đâu có túi đâu các bạn. Thì mình cũng chia sẻ ra như vậy luôn ha, tưởng đâu là hiểu rồi là xong rồi ok. Rồi xong chị mới nói chị tranh thủ, chị nếu mà chị muốn mua đó thì chị có thể chuyển tiền cho em để em giữ cái túi đó lại cho chị. Rồi cô ấy mới nói là để cô ấy gặp Phương để mà chuyển tiền cho Phương đó. Xong rồi chị mới nói thôi ok cũng được. Qua ngày hôm sau luôn, mình đợi qua ngày hôm sau mình cũng không thấy chuyển tiền, thì mình mới hỏi nói Phương á, là nhắn cho cổ, thì Phương mới nhắn, thì mình mới nhắn luôn, mình nói là chị ơi, chị có mua cái túi không, chị chuyển tiền cho em để mà em đóng hàng luôn. Mình nói rất là lịch sự luôn các bạn. Thì cổ nói là tính chuyển tiền, tính gặp Phương đưa tiền mặt, nhưng mà bữa nay bận quá không rảnh. Thì theo như các bạn thì các bạn nói như thế nào, thì chị mới nói như thế này. Đây là những tin nhắn nhắn chị nói rõ ràng với lại người khách đó luôn. Chị nói là bây giờ mua hàng thì đâu có cần gặp nhau đâu, chị chỉ cần mà chuyển khoản là 1 phút là xong, cho nên là chị giúp em nhé, vì em còn rất là nhiều việc, chị chỉ cần chuyển khoản cho Phương thôi chứ không cần đến gặp. Ta nói là không rảnh để gặp, thì bây giờ mình chỉ cần nói là bây giờ mua hàng online thì đó thực tế luôn, các bạn chỉ cần chuyển khoản hay là chuyển tiền thôi, đâu có cần gặp mặt đâu, đúng không? Mình nói như vậy có cái gì mà vô lễ với khách hàng không các bạn? Có cái gì mà gọi là chảnh chẹ không? Mình nói như vậy đó, mình nói là tại vì chị nói là chị muốn gặp Phương để đưa tiền mặt, nhưng mà bận quá bữa nay không rảnh để gặp.
thì mình nói là bây giờ mua đồ là chị chỉ cần chuyển khoản 1 phút là xong thôi, cho nên là chị giúp em để chị chuyển tiền cho em để mà em đóng hàng luôn nha, tại vì em còn rất là nhiều việc. Mình nói rất là lịch sự luôn các bạn. Rồi cả một ngày không tin tức, không nói gì hết. Tối ngày hôm qua mình mở tin nhắn lên thì tự nhiên có một cái tin nhắn như thế này, mình đọc cho các bạn nghe cái nguyên nhân nha, nguyên một nguyên văn nha. Mua hàng chưa thấy hàng, mua trên mạng, gặp người nhà ở Việt Nam mà cũng nói là không cần gặp nhau. Bán hàng mà nói giọng chảnh quá vậy, đâu phải có mình bán đâu, sao không đặt mình vô vị trí của người mua hàng, thường người ta chuyển tiền cọc 20% mà thôi. Quý vị ơi, các chị ơi, các quý vị khách hàng, kể cả ở Mỹ và kể cả Việt Nam, cho em một cái comment, cho em một cái ý kiến thử coi có ai mà đi mua hàng online mà các bạn chỉ có chuyển 20% tiền cọc mà người ta gửi hàng cho mình không? Các chị, các bạn, các những ai mà đã từng mua hàng online cho mình biết được coi, ai mà đã từng chỉ mua trả 20% tiền cọc thôi, người ta gửi hàng cho mình, có hay không vậy? Chưa bao giờ, mình đi mua hàng online bao nhiêu năm nay chưa bao giờ có. Mua hàng online có nghĩa là mình, ví dụ như mà mình thích cái đó mình mua, rồi người ta gửi cho mình, không thích thì mình đổi mình trả, ví dụ như vậy thôi, chứ còn không có cái chuyện mà đặt cọc 20% đâu. Còn đây nhắn lại cho mình một câu là mua hàng chưa thấy gì hết, mua trên mạng, gặp người nhà ở Việt Nam mà cũng nói không cần gặp nhau, bán hàng mà sao chảnh quá vậy, đâu phải có mình bán đâu, sao không đặt vào vị trí của người mua hàng, người ta mua người ta chỉ có chuyển tiền cọc hay là 20% thôi. Các bạn nghĩ như thế nào về cái câu này? Mình kể cho các bạn nghe từ đầu đuôi cái câu chuyện là tại sao cho tới lúc mà cái người này nói với mình cái câu như thế này, các bạn nghĩ là các bạn là cái người bán hàng thì như thế nào? Có ai mà đi mua hàng từ hồi nào tới giờ, cả hơn một năm nay chi bán hàng, những người bán hàng, những người mua hàng ở nước Mỹ này nè, tất cả những khách hàng của chị, hàng trăm hàng ngàn người khách hàng người ta mua hàng, chưa có ai mà gặp mặt chi bao giờ cả. Và chưa có ai mà nói ở giờ chị chuyển tiền cho em 50% đi, em chuyển hàng cho chị xong chị chuyển hết, chưa có luôn á các bạn. Khi mà khách hàng người ta mua hàng là chỉ chuyển tiền 100% rồi chị gửi hàng thôi. Bởi vì sao? Khi mua hàng online có nghĩa là các bạn tin tưởng bằng niềm tin, bằng lòng tin. Ví dụ như chi quảng cáo, chi chia sẻ sản phẩm, các bạn tin tưởng chi, các bạn biết mình, các bạn chuyển tiền cho mình, đúng không? Thì mình chuyển hàng cho các bạn đó là qua cái niềm tin thôi. Chứ không có ai mà nói là tôi không tin tưởng thì giờ tôi chỉ chuyển 20% tôi chuyển hàng cho tôi. Thật sự các bạn không tin người ta cũng đâu có tin các bạn là ai. Người ta chuyển tiền, chuyển hàng xong các bạn không chuyển tiền cho người ta, rồi không lẽ ta đi đòi cái hàng lại, đúng không? Cho nên đây là cái văn hóa bán hàng. Nếu như mình cảm thấy mình không đủ khả năng mình mua, đây là kiếm cớ thôi các bạn ha. Mình nói chuyện rất là đàng hoàng, coi như là mình nói mình muốn cần cái gì mình nói cái đó, kêu chụp hình mình cũng chụp hình, kêu đo cái kích thước mình cũng đo kích thước, kêu mở cái hộp ở trong ra đo mình cũng mở trong ra để mình chụp hình mình gửi. Muốn cái gì nói cái gì, hỏi cái gì mình nói hết, mà mình nói rất là từ tốn nhẹ nhàng luôn. Rồi nói là ngày mai gửi tiền cho Phương mình cũng ok luôn. Chờ tới tối ngày hôm sau cũng không thấy, mình mới nhắn một cái tin nhẹ, mình nói chị ơi chị giúp em chuyển tiền để mà em đóng hàng luôn. Tại vì những người nào người ta chuyển tiền có nghĩa là mình mới đóng hàng vô thùng, đúng không các bạn? Đó, mình nói như vậy xong bắt đầu tự nhiên lại nói với mình một câu là mua hàng mà không thấy hàng mà đòi đờ trả tiền hết. Mình nói thẳng với, hôm qua mình có nói vài tin nhắn với chị ấy như thế này. Mình nói rằng là cái người đi tìm món hàng để mua là chị. Em không phải là cái người đi tìm chị để bán hàng. Mình chia sẻ những sản phẩm của mình là để muốn giới thiệu những cái mặt hàng đó cho tất cả khách hàng, những người khán giả, những khách hàng người ta biết để người ta mua. Còn nếu những ai liên lạc với mình mua hàng có nghĩa là các chị tin mình, các bạn tin mình, các bạn muốn liên lạc với mình để mua hàng thì mình mới biết mọi người, đúng không? Cho nên là ví dụ các bạn tin mình thì các bạn mới muốn mua, chứ không tin thì các bạn mua làm gì. Còn mình đâu có biết các bạn là ai đâu mà đi kiếm từng người khách để mà nói chị ơi mua cái này của em đi, chị mua cái này của em đi, đúng không các bạn? Cho nên khi các bạn không đủ niềm tin với cái người bán hàng, các bạn đừng liên lạc với người ta để mua hàng. Còn khi các bạn đã tin tưởng người ta rồi thì các bạn hãy chuyển hết tiền để người ta mới giao hàng cho các bạn. Đó là cái việc, cái luật mua hàng online. Mình ở Mỹ cũng vậy, mình đi Macy, mình đi tất cả những cái khu mua sắm cũng vậy luôn, hay là mình mua sắm online, Amazon, tất cả ở đâu cũng vậy hết trơn á. Mình phải chuyển tiền hết người ta mới chuyển hàng cho mình. Trời ơi, đúng là mình thấy một cái tin này mình rất là nực cười luôn các bạn ơi. Mình thật sự là mình mới nói, mình qua mình nói thẳng với chị, cái lát chị mới nói thôi giờ không nói tới nó lui nữa, giờ không có mua nữa. Các bạn nghĩ sao? Có nghĩa là từ đầu đến cuối là chỉ muốn là coi như là trêu chọc mình, hay là có một cái ý đồ gì đó mình không biết, đúng không? Hay là muốn phá cái công việc của mình như thế nào đó. Mình rất là lịch sự, mình nói chuyện rất là từ tốn nhẹ nhàng luôn. Mình coi trong cái profile, nói chung là cái gương mặt cũng xinh gái lắm,
cũng không có đến nỗi tệ ha, nhưng mà cái văn hóa mua hàng á, thì mình thấy là nó ở cái level nó rất là thấp. Mặc dù nói với mình là đã từng đi Mỹ chơi để mua hàng ha, người là đã từng đi nước ngoài, đi Mỹ rồi đó, mà trong khi đó cái văn hóa mua hàng online mà đòi phải gặp mặt người bán, nói là đòi gặp mặt Phương, gọi là đòi gặp mặt Phương để làm gì, trong khi đó Phương em gái của Chi chỉ là giúp Chi liên lạc với khách hàng, nhận tiền hàng của khách ở Việt Nam bằng tiền Việt Nam chuyển cho Phương thôi, chứ Phương đâu có hàng hóa ở Việt Nam đâu mà gặp Phương để mà coi hàng, đúng không? Phải Chi Phương mà nó đang ở Việt Nam mà nó đang cầm những cái món hàng của Chi á, thì nói ở thì để chị tới chị gặp Phương để chị coi cái hàng đó, chị mua xong chị trả tiền mặt luôn, thì cái đó mình không nói. Còn đằng này là hàng Chi ở bên này, Phương chỉ giúp Chi là liên lạc để mà nhận tiền thôi đó. Ví dụ ở gần nhà thì nói là thôi tiện đường chị ghé chị đưa tiền cho Phương luôn thì cũng ok, mà mình không biết ở đâu luôn mà đòi gặp mặt Phương, mà trong khi đó đâu phải là em của Chi nó cũng đâu có rảnh đâu các bạn, nó vừa có con nhỏ nó cũng vừa bận công việc lắm, chứ không phải là nói chung là nó tối ngày nó nhà nó rảnh để mà nó đi chờ khách hàng của Chi mà liên lạc với nó đâu đó. Mà trong khi đó chờ một ngày trời, mình cũng tôn trọng một ngày trời không chuyển tiền, khi mình nhắc nhẹ mình nói chị ơi chị có chuyển tiền cho em chưa để mà em đóng hàng luôn, thì nói là ồ bữa nay không có rảnh muốn ra tính gặp Phương nhưng mà không ở không, không có rảnh, thì không có rảnh thì bây giờ mình nói là ok bây giờ chị đâu có cần phải gặp mặt đâu, chỉ cần chuyển tiền chuyển khoản một phút thôi, chị không cần gặp mặt đâu, chị giúp em này kia, bắt đầu nhắn lại nói với mình sao bán hàng chảnh quá vậy, bán hàng mà không đòi gặp mặt cũng nói là không cần. Trời ơi các bạn ơi, các bạn đi mua hàng online có ai mà đi gặp mặt người bán hàng không các bạn? Chưa bao giờ mà chị thấy cái chuyện này có luôn đó. Vậy á, mà nói chuyện xong rốt cuộc một câu là thôi bây giờ không mua nữa, vậy là sao các bạn? Có nghĩa là mình không có khả năng mua, mình không có đủ tiền mua, hoặc là mình không muốn mua nữa thì mình nói đại ngay lúc đầu đi để người ta bán cho người khác, đúng không? Cho nên cái tình trạng này á, mình nói thật với các bạn luôn á, sẵn đây thì mình cũng chia sẻ với các bạn cái câu chuyện này, là nói chung trong cái kinh doanh hay làm ăn bất cứ một cái gì cũng vậy, có những cái đúng là người ta nói là cái gì nó cũng phải có gặp những cái phiền phức, làm YouTube cũng có phải gặp cái người thương người ghét, cũng có người nói chuyện có văn hóa, cũng có người nói chuyện vô văn hóa, bán hàng cũng vậy, cũng có gặp người khách hàng rất là dễ thương rất là tử tế, mà có những người khách hàng cũng phải nói là ó đâm chưa từng thấy luôn, mình nói thật luôn á, mấy này mình nói thẳng luôn, đây là một cái tâm lý của rất là nhiều người bán hàng, nhiều người mua hàng mặc rồi xong rồi cắt mặt xé mặt xong đi trả lại cho mình đó, cũng không đặt mình vào cái vị trí của cái người mua. Nếu mà mình đi mua hàng mà gặp người ta nhận cái món hàng mà nó không, nó cắt mạt rồi, nó xé mạt rồi, hay là nó bị thế này cái kia, các bạn có vui không? Các bạn cũng phải trả lại, các bạn cũng phải, đâu có vui khi mình nhận cái món hàng như vậy, đúng không? Cho nên á, là cái này á, là mình phải nên đặt mình vào cái cương vị của cái người bán, chứ mình đừng có nghĩ là mình đặt cái cương vị của người mua là tôi có tiền, tôi có quyền, tôi muốn mua gì tôi mua. Chị xin chào Leon nha. Đâu phải là có tiền bỏ ra là tôi thích thì tôi mua, còn tôi không thích thì thôi. Đúng, khách hàng là thượng đế, các chị có tiền các chị muốn mua thì các chị mua, còn không mua thì thôi. Nhưng mà ít ra phải suy nghĩ cho cái người ta làm kinh doanh, người ta chờ từng khách hàng. Ví dụ chẳng hạn cái túi xách màu trắng, hôm nay là biết bao nhiêu người hỏi Chi là cái túi xách màu trắng ha. Đây cái túi xách này Chi nói cho các bạn nghe này. Đây, một cái túi sách mà mình chia sẻ với mọi người á, những cái này là hàng sale giảm giá 30%, chỉ có một cái duy nhất thôi, không có cái thứ hai đâu ha. Sau khi live stream rồi, chị ấy dặn Phương để dành thì mình đã để dành rồi. Sau khi đó biết bao nhiêu người hỏi thì mình nói là hết rồi. Thường là các chị mà hỏi mình á, nếu mà mình đã nói mình dặn cho người khác rồi là mình để luôn. Có 10 người khác hỏi thì mình cũng không bán. Rồi mãi sau một tuần lễ 10 ngày sau rồi chị không thích nữa, chị nói chị không mua. Thì giờ cái túi này là sao? Mình vẫn còn để đây. Có nghĩa là mình không bán được cái này. Các bạn thấy rõ ràng, đây các bạn hãy đặt vào cái vị trí của cái người bán. Thì thay vì mình cái món hàng mình á, mình không mua thì người khác người ta sẽ mua, thì mình đã bán được cái món hàng này rồi. Còn bây giờ chị không mua, chị cũng không nói, chị cũng không nói cho người ta biết là chị không mua. Chị ầu ơ, chị dí dầu, chị hành người ta, chị kêu người ta phải chụp hình cho chị, đo kích thước. Xong xuôi rồi chị nói chị chuyển tiền. Rồi sau đó chị kiếm chuyện, chị nói là mua hàng mà không cho gặp người bán, chỉ đặt cọc 20% thôi. Rồi xong rồi rốt cuộc một cái câu chốt lại là chị nói là bây giờ chị không mua nữa. Vậy thì á, chị phải đặt cái vị trí của chị là cái người bán, nhưng mà chị lại nói là đặt cái vị trí của người mua đi. Thì các bạn chị nghĩ như thế nào? Ví dụ các chị có tiền, các chị không mua ở đây, các chị có thể mua chỗ khác, đúng không? Nhưng mà cái này nè, mình đã để cho các chị rồi mà các chị không mua, có nghĩa là cái này giờ mình ôm luôn đó. Giống như những người ta mua bán như vậy á, người ta muốn bán một cái món hàng này đi mà giờ các chị làm vậy coi như người ta ôm luôn. Thành ra mọi người hãy tâm lý, hãy nghĩ đến cái người bán một món hàng. Khi mà bán một món hàng á, lời được vài đồng thôi nhưng mà phải tốn hao rất là nhiều công sức.
ha các chị ha, không phải đơn giản mà bán một cái món hàng bán lời 5-3 đồng xong là thâu với được 5-3 đồng là sung sướng là khỏe lắm đâu. Phải tìm hiểu nguồn gốc cái món hàng đó, một cái chai dầu thơm, một cái chai dầu gội hay là bất cứ một cái sản phẩm nào đó, phải nghiên cứu tìm tòi ra những cái thông tin để chia sẻ với khách hàng để người ta biết cách sử dụng, rồi theo dõi quan tâm khách hàng, rồi bán cho các chị xong á là cũng phải hả, sau đó là cũng phải theo sát khách hàng, cần cái gì khách hàng hỏi là mình cũng phải tư vấn. Nói chung là rất là cực luôn các bạn ơi, chứ không phải là đơn giản bán một cái hàng là xong đâu. Đó. Cho nên là mọi người ví dụ như có mua hàng, ví dụ những ai mà đã suy nghĩ rằng mình là thượng đế thì mình cũng hãy suy nghĩ cho cái người bán, đúng không? Chứ đừng có nghĩ là mình có tiền, tôi không mua cái chỗ này tôi mua chỗ khác, hay là tôi không thích thì tôi không mua nữa. Nhưng mình phải suy nghĩ cho người ta một chút xíu, người ta tôn trọng mình, trân trọng mình để dành sản phẩm cho mình. Ít ra không muốn mua cũng phải nói một cái câu tử tế, hoặc là cũng phải nói như thế nào để cho cái người bán người ta cảm thấy người ta cũng không có cảm thấy khó chịu, đúng không? Trong khi đó các bạn chỉ nghĩ tới cái cảm giác của mình thôi, còn người khác thì mặc kệ đó. Cho nên là thật sự lâu lâu á mình gặp được những cái người khách như vậy á thì thật sự là mình cũng làm mình khó chịu lắm các bạn. Nhiều khi nhiều người nói ôi bán thì phải gặp người này người kia. Dạ đúng, làm cái gì đó cũng phải có những người này người kia, bạn bè chơi cũng vậy, cũng có cái người xấu người tốt, cũng có cái người làm cho mình vui, cũng có những người làm một câu nói ra mình cũng cảm thấy khó chịu. Cuộc sống đó là bình thường, nhưng đây là những cái mà mình nói, là cái câu này, cái này, cái lời nói này á là mình nói chung cho tất cả những người bán hàng luôn các bạn. Tại vì chị thấy có rất là nhiều người bán hàng online luôn, cũng lên livestream cũng chia sẻ bức xúc về những cái mà gặp khách hàng bom hàng, hay là những khách hàng mà mua xong rồi dặn là cũng là bị cái này cứ để lại thế này thế kia. Nói chung rất là nhiều người luôn. Thì mình cũng muốn chia sẻ đây cũng là một cái lời nói, là công việc của mình và cũng là cũng lời nói của những cái người bán hàng online khác. Đó, cho nên các chị hãy nghĩ đi. Bán một cái món hàng không đơn giản là đơn giản lên livestream, ô chị ơi cái này cái món này vậy vậy xong mua bán là thôi là xong, đúng không? Những ai mua hàng của chị thì đã từng cảm nhận được trước khi mua hàng, các chị không phải gọi cho mình nói mua cái món hàng đó xong là order, chốt order trong vòng 5 phút liền đâu. Có những người hỏi tới hỏi lui, gọi điện thoại hỏi từng ngày một, hỏi sản phẩm, hỏi size, hỏi này hỏi kia, hỏi cả tuần lễ mới quyết định mua. Nhưng mà chị vẫn giải thích, chị vẫn trả lời, nói chung khách hỏi cái gì mình cũng trả lời, không có nề hà một cái gì hết. Thậm chí các chị hỏi xong các chị không mua cũng không sao luôn nữa, tại vì họ chưa sẵn sàng bây giờ, hoặc là họ chưa đủ tiền, hoặc là họ có thể là họ hỏi thôi mai mốt họ mới mua, mình cũng vẫn vui vẻ không có vấn đề gì cả các bạn. Mình không có cảm thấy buồn hay là mình cũng cảm thấy khó chịu khi mà khách ta hỏi ta không mua, cái chuyện đó mình không buồn. Nhưng mình rất cảm thấy khó chịu khi những người khách mà dặn để đó đi, chị lấy, chị mua, nhưng sau đó rồi không nói không năng gì hết, một thời gian xong trả lời là ô bây giờ chị không mua nữa, bán cho người khác đi. Cái đó là cái làm cho cái người bán người ta rất là khó chịu, bởi vì cái món hàng đó người ta để dành lại cho các chị. Người ta cứ đinh ninh là cái món hàng đó là các chị đã mua, người ta để dành lại, những người khác người ta hỏi người ta không bán, cái người bán người ta không bán, người ta tôn trọng khách hàng người ta giữ lại, mà giữ lại cho mình 5-7 bữa, một tuần lễ, một tháng, thậm chí một vài tuần lễ xong các chị đổi ý, các chị không mua thì coi như món hàng đó người ta ôm luôn rồi, người ta để đó luôn rồi. Đó là một cái sự khó chịu dành cho những cái người bán, cái đó mình nói thật. Cho nên đây là mình nói thẳng luôn, đó là cái văn hóa mua hàng online. Mình phải hiểu, mình phải đặt vị trí mình là cái người bán hàng. Nếu như mình thay đổi như vậy, mình không mua như vậy thì mình phải báo sớm, hoặc là mình có phải như thế nào, chứ còn không phải là kiểu mà mình dặn người ta mà người ta mình chưa trả tiền. Bởi vậy thành ra mình mới nói những ai mà dặn hàng mua hàng đó mà để dành lại thì phải thanh toán tiền cho chi thì chi mới để dành lại, còn nếu không là chi không có để dành, đúng không? Để dành xong rồi tới chừng không mua nữa là coi như mình không bán được cho ai hết món hàng đó mình ôm luôn. Nhất là những cái hàng mà qua thời trang hay là những cái hàng mà nó qua đợt rồi đó là coi như mình không bán được, kể như là mình để mình bán sale, mình bán giảm dưới giá vốn luôn. Thì như vậy thì làm sao người ta buôn bán được các bạn? Nếu như nhiều người mà khách hàng nào người ta cũng cư xử như vậy thì người ta mấy người bán người ta dẹp hết rồi, người ta không có buôn bán gì được đâu, mình nói thật luôn á. Cho nên đây là những cái điều mà thật sự chi gặp rất là nhiều luôn, chứ không phải là ít đâu các bạn. Thỉnh thoảng á là thì nhiều khi phải vài chục người thì sẽ gặp một người khách rất là kỳ cục như vậy đó. Chi bị nhiều lắm mà chi không hiểu những cái người này á, người ta cố tình hay người ta vô tình hay như thế nào mình không biết, nhưng mà mình thường là hay gặp lắm. Đó, dặn xong rồi bắt đầu để lại, chị lấy nha, để dành lại cho chị nha, ok. Rồi để lại xong tuần lễ sau, im re không nói tiếng nào hết. Mình nhắn tin, mình gọi điện, chị ơi, chị chuyển tiền cho em chưa để em lấy hàng, im re không nói tiếng nào luôn. Hoặc thậm chí, ô bây giờ chị không muốn lấy nữa, em bán cho người khác đi. Đó,
Trời ơi, mỗi khi mà nghe cái đó các bạn biết mình khó chịu lắm các bạn, rất là khó chịu luôn. Mình phải nói là nếu mà những ai nói coi như cái chuyện gì không không có chuyện gì xảy ra thì cái đó thật sự mọi người như thế nào, chứ chi bảo đảm với các bạn những cái người trong tâm lý của người bán 10 người đều cảm thấy khó chịu hết 10 người đó. Cho nên á, mình biết là những cái người mua bán online, mình nói như lúc đầu mình nói là mua bán online là đó là chẳng qua vì niềm tin. Và mình bán cả năm nay rồi các bạn ơi, chưa có một người khách nào, thậm chí các chị mua một cái đơn hàng của mình 2-3 ngàn đô luôn, chuyển cho mình một lúc 2-3 ngàn đô, chưa cần biết mình ở đâu, chỉ cần qua cái live stream, qua cái video như thế này thôi rồi mấy chị tin tưởng chuyển cho mình một lúc 2 ngàn đô, 3 ngàn đô, mà người ta chỉ tin tưởng mình thôi rồi mình chuyển hàng cho người ta thôi đó, chứ không có cần phải nói ở nhà em ở đâu, nhà em số mấy, chị tới chị gặp em, chị đưa tiền mặt cho em để chị lấy hàng, chưa bao giờ có các bạn. Ở Mỹ này chưa bao giờ Chi chưa có gặp cái người khách nào mà đòi đến gặp mặt Chi hết trơn á. Còn ở Việt Nam á, thì mua cái túi xách á, 145 đồng giảm 30% là còn có 101 thôi các bạn, 110 đô thôi đó mà đòi gặp mặt, đến gặp gặp mặt đó là mình nói là chị ơi chị bận quá thì không cần gặp mặt, thì chị chuyển tiền cho em 1 phút thôi, thì nói là buôn bán sao chảnh quá vậy, đòi gặp mặt mà không cho. Trời ơi, có ai mà đi mua đồ online mà đi đòi gặp mặt không các bạn? Cho Chi một cái comment thử coi có ai mua đồ online mà đi đòi gặp người bán hàng online không các bạn. Lần đầu tiên trong cuộc đời Chi mới nghe luôn, lần đầu tiên trong 1 năm nay bán hàng Chi mới nghe một người khách đầu tiên mà mua hàng online đòi gặp mặt người bán. Mà họ nói là đòi gặp Phương, mà hỏi chứ Phương em gái của Chi nó đâu có cầm tiền đâu, nó đâu có cầm hàng, nó đâu có hàng đâu mà đòi gặp mặt. Đúng không? Đó, mà bây giờ nếu mà cảm thấy không tin tưởng cái người bán thì đừng mua. Nếu mình không tin tưởng cái nơi bán hàng đó là mình đừng mua. Giống như Chi cũng vậy, khi mà Chi đi đi shopping online cũng vậy. Khi mà Chi lên những cái sản phẩm, những cái trang web nào đó mà mình cảm thấy cho dù mình thích nhưng mà mình không tin tưởng cái website đó, mình nói website này mình không biết mình có tin tưởng không, mình mua hàng rồi người ta có gửi hàng cho mình không, hay là thấy nó quảng cáo hàng có bộ không đúng thì không mua. Nói chung là Chi không mua, cho dù bán rẻ hơn những cái trang website khác Chi cũng không mua. Còn những nơi mà mình đã quyết định mình mua là mình tin tưởng, bây giờ có mất đi chăng nữa mình cũng phải chịu. Cái đó là cái tâm lý của Chi nha, ý là Chi nói là Chi á là bây giờ thôi lỡ đi, nói chung là mình cứ thử đi, thử coi, thí dụ như phải thì mình mua được hàng tốt, còn không phải thì coi như là mình đang một bài học đó. Chứ chẳng bao giờ mình nói là giờ tôi cần gặp cái người này, tôi cần gặp cái người kia, hay là tôi đặt cọc 20%. Còn cái vấn đề nói là mua hàng online mà chỉ cần đặt 20% tiền cọc thôi á, ở đâu có vậy các bạn? Các chị nào, các bạn nào ở Việt Nam hay là ở Mỹ cho Chi biết ở đâu mà mua hàng online mà chỉ đặt cọc 20% thôi người ta giao hàng. Cho Chi thử cái comment cho Chi biết cái nơi đó là ở đâu. Chứ còn mà Chi thấy ở đây Chi mua hàng online không có chỗ nào mà nói chuyện chỉ chuyển tiền hết 100% người ta chuyển hàng, chứ không có ai mà đặt cọc 50%, 70% dằn lại 10%, 20% hết các bạn. Không bao giờ có luôn. Đó. Đó, ngày hôm nay là Chi muốn chia sẻ với mọi người á, về giống như là có một cái chuyện như vậy, tại vì Chi gặp rất là nhiều luôn các bạn ơi. Đôi khi á, mình không nói ra đó thì mình chỉ nói riêng với những cái người đó thôi á, thì đôi khi mình thật sự gặp những cái người khách như vậy, thậm chí là mình không muốn nói chuyện với họ nữa luôn, có nghĩa là mình muốn cắt đứt luôn, mình muốn là thôi nếu mà coi như mình với người khách này không có duyên nữa, coi như là mình không muốn nói chuyện với người ta luôn đó. Thậm chí là mình chỉ cần nói là ok bây giờ hôm qua mình có nói một câu là tại ban đầu em nói chuyện với chị em nghĩ chị là một cái người khách khá là tử tế và cũng có thiện chí mua hàng, cho nên là mình mới tận tình mình tư vấn, coi như là cần cái gì là mình cung cấp cái đó, đòi chụp hình cũng chụp hình, rồi đòi đo chiều cao chiều cao ngang dài đó mình cũng đo, rồi hỏi cái gì mình cũng nói, có hợp có gì không mình cũng phân tích cặn kẽ luôn. Nhưng mà nếu mà em biết chị là cái người mà không có thiện chí mua hàng như vậy, xin lỗi nha, bây giờ một cái túi xách này 2.000 đô mà chị đòi mua cái này 2.000 đô em cũng không bán. Mình nói thật luôn các bạn, mình bán hàng không phải là mình chảnh, nhưng mà có những người khách đôi khi mình cũng phải là như vậy. Bây giờ thật sự nè, nếu mà chị cảm thấy chị đổi ý, chị muốn mua 2.000 đô, chị trả cái túi xách đó 2.000 đô em cũng không bán. Đó, mà chị có nói với khách như vậy luôn đó, là mình thật sự mình không có cần những người khách này. Mình kinh doanh mua bán mình rất là cần từng người khách các bạn, nhưng mà những cái người khách tử tế, những người khách có nghĩa là có thiện chí mua hàng hoặc là mua hàng có văn hóa một chút thì mình có thể là mình rất là tôn trọng những người khách đó, cho dù người ta không có tiền nhiều, người ta mua một món hàng nhỏ của mình thôi mình cũng rất là trân trọng những cái người khách đó, tại vì họ có văn hóa mua hàng và họ hiểu được cái tâm lý của cái người bán hàng. Họ không có tiền, họ có khả năng thì họ mua bao nhiêu thì mình cũng bán bấy nhiêu, và mình không bao giờ xem thường những cái người khách mà người ta nói
Ồ, chị thích uống collagen lắm nhưng mà cái đó nó mắc quá, bây giờ chị không có đủ khả năng mà để chị uống. Thôi mai mốt để khi nào chị có tiền để chị hãy mua. Mình thấy những người khách người ta nói vậy mình rất là thương, mình rất là thông cảm, mình rất là hiểu những người khách đó, và thậm chí mình nói thôi bây giờ nếu mà chị không có khả năng mà chị uống lâu dài đó thì chị chuyển qua cũng là collagen nhưng mà của Nu Skin đó, nó rất là tốt nha. Theo như em thấy em uống và nhiều cái đánh giá của em về cái sản phẩm thì em thấy Nu Skin nó rẻ hơn á, hơn phân nửa so với lại của cái Sapa Japan luôn, nhưng mà nó cũng rất là hiệu quả. Thì chị cứ uống thử cái này đi, mỗi tháng thì chỉ tốn khoảng 100 đồng thôi là mình có được một cái hộp 30 gói để mình uống một tháng rồi đó. Mình tư vấn cho khách hàng người ta trong cái khả năng của người ta, hoặc là nhiều người nói ồ bây giờ chị muốn mua cái kem đó xài nhưng mà nó mắc quá chị không có khả năng chị mua, thôi để mai mốt chị mua. Thì mình cũng nói với khách thì thôi bây giờ mua không mua hũ lớn, mua hũ nhỏ xài từ từ, xài cảm thấy nó hợp với cái da của mình á thì mình hẳn mua hũ lớn, để mất công hũ lớn xài không hợp rồi bỏ rất là phí tiền. Mình thật sự mình nói mình rất là quý những cái người khách, cho dù người ta không có điều kiện hay là người ta mua của mình một món hàng nhỏ thôi mình cũng rất là quý những người khách đó. Còn những người mà cho dù có tiền hàng triệu, hàng trăm, hàng ngàn, coi như có nghĩa là chị có giàu có, chị có tiền bao nhiêu nhưng mà cái văn hóa mua hàng của chị không có, chị nói chuyện với mình với cái cách giống như chị bỏ tiền ra và chị có thể là chị khiển mình coi như là mình phải là cái người phục vụ cho chị, thì xin lỗi chị có bỏ ra 2-3 ngàn đô cho em gấp 10 lần cái món hàng đó em cũng không bán cho chị nữa. Cái đó mình nói thật luôn, mỗi người có một cái kinh doanh khác nhau nhưng mà đối với Chi là như vậy. Chi rất là tôn trọng khách hàng, cho dù một cái khách hàng mua mình món hàng nhỏ nhưng đó là cái cách thì mình thể hiện cái văn hóa mua hàng. Giống như những người mà xem video của Chi cũng vậy, giống như xưa tới giờ có những người người ta comment trên những cái video có những cái lời lẽ kém văn hóa, có nhiều người sẽ đáp trả chửi lại hay là thế này thế kia, nhưng đối với Chi là Chi không thích những cái người đó, là Chi sẽ block và Chi sẽ không có cho cái người đó xả rác trên nhà Chi. Đó là một cái cách mà giống như mình thể hiện có văn hóa, đúng không các bạn? Còn những người nào mà giống như là không có văn hóa là mình coi như mình không cần đối thoại với họ, mình không cần nói chuyện với họ nữa. Cứ còn bây giờ mình đi đôi co với họ thì mình chẳng khác nào cũng giống như họ sao, đúng không? Còn cái vấn đề mua hàng cũng vậy, những người nào mà cảm thấy người ta tôn trọng mình thì mình sẽ rất là tận tình tôn trọng khách hàng của mình sẽ nói chung là chia sẻ hết tất cả những gì mà khách hàng muốn nghe, hoặc là mình tư vấn rất là tận tình. Còn những người khách nào mình cảm thấy là hơi có cái mùi mà cái kiểu mà giống như muốn hành hạ mình, hay là có những cái mùi mà giống như muốn quăng đồng tiền ra, là có nghĩa là muốn 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 làm gì làm đó, thì xin lỗi những người khách đó, là mình thật sự mình thà là mình mất một cái người khách đó các bạn nha, mình mất cái người khách đó mình cũng không có tiếc đó, nó thẳng là như vậy luôn. Đó, thì hôm nay thì mình muốn chia sẻ với các bạn về một số những cái vấn đề mà mình cảm thấy nó hơi khó chịu trong lòng trong cái quá trình mà mình mua bán. Thì để cho nói chung là mình cái chuyện mua bán của mình nó được suôn sẻ, mình hợp tác với nhau á, thì các chị hay là các bạn khách hàng nào cũng vui lòng. Đây không phải là mua hàng của Chi mà đó là cái văn hóa mình mua hàng online ở đâu cũng vậy, chứ không phải là mua riêng của Chi. Thì các bạn cũng hãy đặt mình vào vị trí của cái người bán, thì các bạn có nghĩa là mình muốn cái gì á, mình mua hàng mình cũng phải nói chuyện một cách có văn hóa, hay là mình muốn không muốn mua món hàng đó nữa thì mình cũng nói như thế nào để người ta cảm thấy là người ta không có bị tổn thương, hay là người ta cũng không cảm thấy khó chịu, đúng không? Hoặc là các bạn muốn cancel các bạn không mua nữa, các bạn cũng phải nói cho người ta biết trước, chứ không phải là cái kiểu giống như nãy giờ mình nói chuyện với mình với các bạn vậy đó, dặn người ta để lại xong rồi không mua, xong rồi kiếm chuyện nói này nói kia, xong cả tuần lễ 10 ngày kêu chuyển tiền, rồi rốt cuộc quăng một câu là nói mình chảnh chẹ, rồi rốt cuộc nói là giờ không mua nữa. Như vậy thì các bạn nghĩ là người ta có Phật thánh sống người ta mới cảm thấy là cái chuyện nó không có gì, đúng không? Cứ còn mà ai mà cái người phàm bình thường á, người ta cũng cảm thấy rất là khó chịu, bởi vì người ta đã bỏ ra cái tâm của người ta tư vấn cho mình từ A tới Z, chị hỏi cái gì người ta cũng trả lời, người ta muốn hỏi cái gì người ta cũng đáp ứng tất cả những cái nhu cầu của mình rồi, và cuối cùng á, thì mình lại xoay là mình nói với người ta là giờ mình không muốn mua nữa, mình phán cho người ta một cái câu là bán hàng sao chảnh quá vậy. Ủa người ta đâu có gì chảnh, người ta nói rõ ràng là chị ơi chị không có thời gian chị chuyển tiền thì chị cứ việc chuyển qua online thôi, bây giờ bán hàng đâu có cần gặp mặt đâu, chỉ cần 1 phút thôi là chị chuyển khoản rồi. Mình nói như vậy quá tử tế rồi, các bạn đâu có cái gì mà chảnh đâu, thì lại nói với mình là bán hàng sao chảnh quá vậy, gặp mặt mà cũng cho. Người ta mua hàng là chỉ có đặt cọc 20% thôi. Lần đầu tiên mình mới nghe một cái người khách này đó các bạn. Cho nên là mình chia sẻ với mọi người, nếu có ai có những cái câu giống như là biết được là những cái vấn đề của cái chị khách này nói như vậy có đúng, có hợp lý hay không, các bạn cho mình cái câu comment nhé.
cho mình cái câu comment nha, để cho tất cả những người khách khác người ta cũng có thể vào người ta đọc được. Và Chi cũng hy vọng là những cái chia sẻ này để có thể giúp cho những người khách hàng trong tương lai cũng có thể hiểu được những người mà người ta buôn bán hàng online cũng rất là cực khổ, rất là vất vả, chứ không phải là giống như là nhẹ nhàng hay là sung sướng, giống như mình tới store, mình tới cái cửa hàng, mình thích cái gì thì mình mua cái đó, còn mình không thích thì thôi. Còn những người bán hàng online, người ta chỉ muốn bán những cái món hàng mà người ta chia sẻ để mà khách hàng người ta mua những cái món hàng đó, cho nên người ta cũng phải phải rất là cực nhọc ha, vừa đi mua hàng vừa phải bỏ công bỏ sức ra để tư vấn, để chia sẻ, để mà quảng cáo cái món hàng đó cho khách hàng biết. Thì cho nên là những người mua hàng thì cũng hiểu tâm lý một chút xíu, để giúp cho những người bán người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái để phục vụ tất cả những khách hàng của mình đó. Rồi Chi cũng cảm ơn tất cả mọi người đã hôm nay đã nghe một cái video nó hơi có một cái giống như nó không vui một chút xíu, nhưng mà đây cũng là một cái điều rất là nhạy cảm và rất là tế nhị trong cuộc sống, nói chung là dành cho rất là nhiều người ha. Như Chi nói, không phải là riêng cho cái business của Chi đâu, mà tất cả những người bán hàng online hầu như là đều gặp cái tình trạng này rất là nhiều, vì gặp những cái người khách mà không có văn hóa mua hàng đó. Cho nên là mình nói để cho những ai mà đã từng giống như là thể hiện những cái điều này thì nên xem lại bản thân mình và hãy đặt mình vào vị trí của người bán, và biết đâu sau này các chị cũng có thể làm cái công việc này thì các chị sẽ thấu hiểu được những gì mà cái người bán hàng người ta đang gặp phải đó. Thì Chi cũng chỉ muốn chia sẻ với mọi người một chút xíu thôi. Và một lần nữa là Chi cũng cảm ơn rất là nhiều, nói chung là những cái người khách hàng mà dạng mà giống như Chi mới vừa nói á, thì nó chỉ là một cái phần nhỏ thôi các bạn, chỉ là 1% thôi, nhưng mà đó cũng là một cái con sâu có thể làm rầu cả cái nồi canh đó. Cho nên là mình cũng có thể nói những cái này để cho nó không ảnh hưởng tới những cái người khác đó. Cho nên là mình cũng thật sự cảm ơn, rất là cảm ơn những chị khách hàng, nói chung là khách hàng của mình là đa phần luôn á, rất là dễ thương luôn, toàn là những người mà gọi là hả, phải nói là giống như Chi chia sẻ với các bạn á, chuyển tiền cho mình mà mình quên deposit vô trong trong tiền của mình, mà mấy chị phải gọi điện thoại nhắc mình: Chi ơi, em có lấy tiền chưa, chị thấy ngân hàng của chị tới nay luôn mấy tuần lễ rồi mà chưa có rút tiền. Mà trong khi đó hàng người ta xài của mình đã đời luôn rồi đó, mà khách người ta còn hỏi mình. Nếu như mà khách người ta tham, người ta không nói mình, coi như là mình quên cái tấm check đó luôn, mình không có deposit luôn các bạn đó. Cho nên là khách của mình rất là, phải nói là rất là thật tình luôn, mà dễ thương lắm luôn á. Mình gặp rất là nhiều người khách như vậy luôn, cho nên thành ra mình mới có thêm cái động lực và giúp cho cái business của mình nó càng ngày càng phát triển đó. Còn bên cạnh đó thì những cái vấn đề mà mình chia sẻ nó hơi tiêu cực chút xíu đó, đó để cho các bạn có thể để ý hơn, những ai mà có mua hàng thì cũng để ý hơn một chút xíu, để giống như mình đôi bên mình kết hợp với nhau á, mình hợp tác với nhau thì nó sẽ vui vẻ hơn ha các bạn ha. Chứ để không hả, là trong cuộc sống có những cái điều gì đó mà mình làm cái gì mà đặt cho cái người khác mà nó cảm thấy là không vui, thì bản thân mình á, mà mình cũng không cảm thấy vui đâu, mình nói thật sự luôn á. Nếu mình làm cho ai đó cảm thấy khó chịu, mình cũng cảm thấy mình là cái người khó chịu, thì chi bằng mình phải làm cái gì đó, mình thể hiện như thế nào để tất cả đều cảm thấy vui vẻ trong cuộc sống thì nó sẽ hay hơn, đúng không các bạn? Một cái lời nói ra cũng vậy, mình nói đừng có để cho người ta phải cảm thấy đau lòng đó. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Một lần nữa là Chi xin nhắc lại là khi Chi ở Việt Nam thì các chị, các bạn nào muốn mua hàng, muốn liên lạc với mình thì hãy liên lạc cái số điện thoại bên dưới cái video này nha. Tại vì Chi đã có mở cái đường dây để mà liên lạc gọi điện thoại quốc tế luôn, cho nên các bạn cứ việc gọi điện thoại bên dưới cái số điện thoại của mình, để bên dưới video này các bạn bấm vào cái comment đầu tiên để xem cái số điện thoại mà Chi sẽ sử dụng nha. Rồi các bạn cứ việc gọi cho mình ha, trong lúc mà mình đang ở Việt Nam có mua hàng, tại vì có thể là ở Việt Nam Chi cũng sẽ có hàng hóa để Chi chia sẻ với mọi người đó. Cho nên các bạn muốn mua hàng hay là gì đó thì các bạn nhớ là đăng ký cái kênh của Chi để biết được những cái video mà Chi chia sẻ mỗi ngày, và có thể sử dụng cái số điện thoại bên dưới video này để liên lạc với Chi nha. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Một lần nữa là hãy thử cái dầu gội này. Nếu những ai mà chưa thử dầu gội này thì các bạn hãy thử nha, rất là thích luôn. Đặc biệt là mùi thơm cực kỳ thơm. Mùi thơm của nó rất là sang các bạn. Mùi là mùi nước hoa nhưng mà nó rất là sang ha. Nói chung là Chi thích cái mùi này lắm. Nó thoang thoảng cả ngày luôn các bạn, mà thơm dai lắm luôn á. Gọi từ sáng cho mà tới tối tới ngày mai mà mình hửi mà cái đầu mình nó vẫn còn thơm phức luôn á. Thơm lắm các bạn nha.
Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Bây giờ là chuẩn bị là mình đóng hàng nè. Tới ngày hôm nay là đóng hàng thì chưa có đóng xong nè các bạn. Tại vì hàng hóa khách hàng order cũng mình còn order thêm một số hàng nữa rồi bắt đầu ngày hôm nay hoặc là ngày mai mình mới bắt đầu mình đóng hàng đây. Rồi, sẽ hẹn gặp lại các bạn vào những video review tiếp theo nha. Xin chào mọi người và các bạn hãy cho mình một cái like nha các bạn nha. Hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo. Bye bye, xin chào tạm biệt cả nhà.